Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay anh em tôi sẽ đi xuống ao để bắt cá về làm món món cá cá tái các bạn nhé. Này quăng một ấy rồi nhưng mà không biết có không. Đây các bạn nha, có thanh niên ở Hà Nội về coi như là về nông thôn đó, là ngoài kia quen tắm biển rồi nên là mặc bikini thôi. Dính không. Cái này phải dồn lại các bạn nha, nếu mà mình thu chài là nó sẽ tung ra luôn á. Nó khôn lắm, nhiều khi nó nằm một đống vậy. Ui, loại này nhỏ rồi, không ăn thua rồi. Đây các bạn nha, sản phẩm đây này. Chúng tôi đã được một con nhưng mà lạnh quá. Lạnh quá, thôi chắc quăng thêm con nữa đi. Lấy con nhỏ nhỏ nó về nấu thêm canh ăn. Lấy thế thôi. Hả? Người ta làm gỏi, người ta làm tí còn là 10 miếng rồi. Đây nha, sản phẩm có rồi nha các bạn nha. Đang đi về rồi kìa. Đây. Đủ rồi. Như vậy là ok rồi. Này các bạn nha, con này sẽ làm tái này. Chúng ta sẽ làm quậy này, làm quậy nhưng mà tái làm quậy. Lâu ngày rồi đấy. Nhưng mà con này sao nó không mập lắm nhỉ? Người nó dài nhỉ? Thiếu ăn à? Cá mình nuôi thì nó thì thế chứ. Chưa gì đã nằm ngửa rồi. À những gia vị để ăn tiết canh các bạn nha. Một là lá lốt này, giờ đang đi hái lá lốt cá. Tiết canh. Ngoài cá. Đây đang đi hái lá lốt. Thêm cả lá này nó lá gì vậy? Thì thái mình này lá gì? Lá mây xoan. Mây xoan rồi, mây xoan. Vớt áo khoáng để không thấy. Nuôi mà làm mình cũng ống hút rồi đấy. Lá ta quang. Cái này là loại nữa là nấu canh chuột. Lá lốt. À đang hái thêm lá mơ các bạn nhá. Này lá mơ này. Lá mơ là nằm ở trong vụ như vậy thôi. Người ta không có trồng quy mô gì đâu. Lộn xộn với là cỏ này. Này lá mơ màu trắng, không phải lá mơ màu đỏ như ở trong trong Nam là nó màu đỏ đỏ. Lá mơ này mới ngon, còn kia ngon. Loại này mới ngon nhất này. Này lá sông các bạn nha. Cái này cây sông này. Sông ngay nhà luôn. Trời này sao giống như sương mù thật. Đây. Dịp Tết này về là cây sông này chọc lóc luôn đó. Ăn nhiều quá mà. Đây. Ở đây đang giang bằng thính các bạn nha. Cũng dùng bằng gạo để giang bằng thính này. Đây.
còn bên này là đang dùng bằng nước mẹ này để mà thái đuôi. Đấy, cháu về lấy tiện nào. Thái cái này chưa chua. Thái quả hoa chuối á, để bỏ nước mẻ này nó sẽ ngon hơn, ngọt hơn, hơn cả chanh và hơn cả muối. Trắng mà nó trắng giòn. Mà nó giòn đó. Ừ. Đấy. Kho nghệ này. Có. Lấy đâu ra nghệ? Các bạn nha, cái này là ít tí nữa là một số là nấu bằng măng chua, một ít nữa là nấu với lại tỉa bò này. Đây, tỉa bò này là tạo thành canh đắng các bạn nhé, canh đắng tổng hợp ăn nó sẽ ngon. Đây, đang bớt lấy cái lòng với lại một số đuôi với lại đầu nữa. Còn cái người nó thì tính sau. Đây, món tỉa này để mấy lớp luôn này, có phải thái cho không hay là để nguyên luôn? Phải cắt đôi rồi. Cắt băm băm nha, nó mới tan được chứ. Sợ tí nữa nó dài, nó thành một miếng dài thôi chú ạ. Cắt ra đi. Lấy dao đi. Dao đâu rồi? Đặt vào cái thớt kia, cái thớt súng. Đây, thớt chín bảo. Đây. Thớt này thớt ăn cắt thịt sống này. Dao đâu? Dao bên kia rồi. Đây. Đuôi hơi nhỏ khuyết ra. Đây món tỉa đây. Sao trời này nửa tối nửa sáng vậy ta? Một cối một chày. Ngày nay là một chày cối, hai một, cối. Một cối nhiều chày giá chung. Đây đang giá gạo, giá gạo. Tắc tẳng tăng. Này rất là bận rộn này, toàn nhà bếp chính hết ạ. Cá là đang để ở trong bao này các bạn nha. Này, nó hơi tối chút. Đây, để cho nó khô. Cái món này hầu như ở đâu cũng biết làm như vậy. Nhưng mà ở trong Nam thì tôi cũng hay ăn món này. Nhưng mà về gia vị thì hầu như là đầy đủ hơn. Còn ở đây thì rất là khó lắm. Nhưng mà ở đây người ta cũng quen ăn như vậy rồi. Đây, cá giấu ở trong bao gạo. Đang chùi bằng giấy các bạn nha, để cho nó khô, nó sạch, nó hút hết nước. Để cho hết độ tanh. Đó, thái rất kỹ thuật các bạn. Nói chung là muốn ăn thì phải chịu khó thôi. Muốn có được món ngon thì rất là vất vả. Món ăn thì cái gì nhỉ? À, cái này sẽ bỏ vào mâm luôn các bạn nha. Này, nó tí nó trộn thính ở trong này luôn. Xong rồi mình sẽ quăng vỏ rau lên trên luôn. Đó. Ăn cho nó chân giả. Rất mỏng luôn, cực kỳ mỏng luôn. Thính đâu rồi? Thính đâu rất rồi? Là ngon. Thính đâu bỏ vào luôn đi. Trộn thính. Ớt nữa, ớt băm vào đây. Lá chanh đi. Lá chanh đi à? À, có lấy tỏi không nhỉ? Không. Tỏi củ à? Tỏi củ nhá. Không. Cho thêm thính nữa đi. Có chưa? Chanh gì? Lá chanh hả? Ừ. Cái kia thì đi hai, thời gian còn nhiều mà. Này đang trộn thính các bạn nhá. Càng nhiều nó càng khô, mình ăn nó càng sướng. Này ăn cho bao luôn. Thôi nha. Cho bao luôn chè chẹp. Không để thôi tí hồi nó chảy nước ạ, nó dở mất ạ. Được đấy. Ăn lúc nào vào lúc này. Ăn là kẹp lấy thôi. Thế nó mình ăn mình cuốn thôi. Ở đây là món tái cá này các bạn này. Những gia vị để chuẩn bị ăn này. Chúng con hả? Đây.
Ở đây là có rất nhiều thứ lá nhưng mà cũng chưa được đủ lắm. Còn thiếu một món là lá ngoắn bỏ. Ở đây là thiếu đi một món, như ở trong kia là có những lá lá tinh lăng này hoặc là đá bù đề này, với lại lá ở đây cũng có lá sông. Có muối của bà ơi. Với lá gì nhỉ? Lá phong. Có bưng bò mưa lơ. À, nói chung là nhiều lá lắm, giờ không nhớ được. Nhưng mà giờ có gì thì ăn nấy thôi các bạn nhé. Cục mà. Đây là món món canh gì nhỉ? Dạ. Canh đắng. Canh đắng. Đắng canh và canh đắng. Này thì mà cá nhưng mà lại cho bột tỉa bò và để cho nó đắng. Còn đây là thêm món kho. Có rồi. Lau vừa mệt. Có lau mệt không? À, bắt đầu vào cuộc các bạn nha. Đây. Mười anh thì hơi ùn nút không bà. Này chạm liên tục đi. Này món ngồi quá ngon. Đau rồi. Sao khó vậy?